Chúng ta cùng học bài luyện tập trang 33. Bài 1. Biểu giờ, biểu đồ dưới đây nói về vải hoa và vải trắng của một cửa hàng đã bán được trong tháng 9. Đây là những vải hoa, đây là vải trắng. Đấy. Tôi thấy là câu thứ nhất là tên các tuần. Trong tháng gồm có 4 tuần, tuần 1, tuần 2, tuần 3, tuần 4. Và bên này của bên này là số vải đã bán, đúng không? Và mỗi một cái này, đây là vải hoa, đây là vải trắng. Mỗi một cái này là 100 mét vải. Mỗi này là 100 mét vải. Mỗi này là 100 mét vải hoa, còn mỗi này là 100 mét vải trắng. Đấy. Như vậy ta thấy là chỗ này có 3 cái chính là 300. Đúng không? Đây 3 cái là 300 mét vải. Đây cũng là, đây là 4 là 400, đúng không? Đây là 200. Nhưng trong đó ta thấy là 300 là 300 mét vải hoa. Còn đây là 300, gồm cả trắng và hoa, đúng không? Vậy chỉ có 200 là mét vải hoa, 100 mét vải trắng. Đấy. Bây dựa vào cái biểu đồ, hãy điền đúng hoặc sai, đờ là đúng hoặc sờ là sai vào ô trống. Tuần 1, cửa hàng bán được 2 mét vải hoa và 1 mét vải trắng. Đây, chúng ta nhìn vào tuần 1. 2 mét vải hoa và 1 mét vải trắng. À, như vậy ta thấy là đúng rồi. Đây là 2 mét vải hoa. À, tôi thấy là có 2 tấm này đúng không? 2 cái này là vải hoa, một cái này là vải trắng, nhưng không phải là 2 mét. Mà mỗi cái này là 100 mét. Vậy 2 cái này sẽ là 200 mét. Đúng không? Vậy là 200 mét vải hoa. Và chỗ này, mỗi một cái này là 100 mét, đúng không? Mỗi một cái này chỉ 100 mét. Và đây là 100 mét vải trắng. Như vậy, tuần 1 bán được 200 mét vải hoa và 100 mét vải trắng. Ở đây người ta nói là bán được 2 mét vải hoa và 1 mét vải trắng. Như vậy là sai. Điền SC. Tiếp theo. Tuần 3, cửa hàng bán được 400 mét vải. Tuần 3. Tuần 3, chúng ta nhìn vào tuần 3. Bán được 400 mét vải. Mỗi cái này là 100 mét. 100, 200, 300, 400. À, đúng rồi. Ở đây không phân biệt ra vải hoa hay vải trắng, mà người ta nói chung là 400 mét vải. Như vậy đúng rồi. Đây là 400 mét vải, đúng không? Vậy là câu này là đúng. Câu tiếp theo. Tuần 3, cửa hàng bán được nhiều vải hoa nhất. Tôi nhìn xem tuần nào bán được nhiều vải hoa nhất. Người ta bảo tuần 3 bán được nhiều vải hoa nhất. Tôi thấy tuần 3 bán được 100 mét vải hoa, đúng không? Còn lại là vải trắng. Còn lại là 300 mét vải trắng. Tôi thấy tuần 1, tuần 2 thì bán được 300 mét vải hoa. Tuần 1 bán được 200 mét. Như vậy tôi thấy là đây chỉ có bán được 100 mét thôi. Như vậy là câu này là sai. Số mét vải hoa mà tuần 2 cửa hàng bán được nhiều hơn tuần 1 là 100 mét. Tôi xem tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 1 là bao nhiêu mét vải hoa. Ở đây người ta nói là tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 1 là 100 mét vải hoa. Vậy thì ta xem là tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 1 là bao nhiêu mét vải hoa nhé. Tuần 2 là 300 mét, tuần 1 là 200 mét, đúng không? 200 mét vải hoa. Vậy ta thấy là tuần 2 nhiều hơn tuần 1 là 3 trừ 300 trừ 200 bằng 100. Vậy câu này là đúng. Câu này là đúng. Điền D. Số mét vải hoa mà tuần 4 cửa hàng bán được ít hơn tuần 2 là 100 mét. À, có nghĩa là câu này là người ta nói là tuần 4 bán được ít hơn tuần 2 là 100 mét vải hoa. Tuần 4 đây, ít hơn tuần 2 là 100 mét vải. Ta thấy tuần 4 là đây, đúng không? Tuần 2 đây. Vậy ta thấy là tuần 4 bán được ít hơn tuần 2. Số mét vải hoa là đúng rồi, nhưng mà bán hơn ít hơn là bao nhiêu thì chúng ta xem nào. Đây là có 300. 3 cái tấm này, 3 tấm vải hoa. Mỗi tấm là 100, vậy 300. Ở đây tuần 4 là bán được 100. Vậy 300 trừ 100 bằng 200. Như vậy tuần 4 bán được ít hơn tuần 2 là 200. Mà ở đây người ta nói là tuần 4 bán được ít hơn tuần 2 là 100. Như vậy câu này là sai. Điền S. Bài tiếp theo. Bài tập 2. Đây là biểu đồ số ngày có mưa trong 3 tháng của năm 2004. Tôi
Ta thấy đây là hàng. Hàng thứ nhất là có tháng. Tháng 7, tháng 8, tháng 9, 3 tháng đúng không? Tháng 7, tháng 8, tháng 9. Còn đây là số ngày. Số ngày có mưa. Đây, số ngày có mưa. Thì biểu đồ này nói về số ngày có mưa trong 3 tháng của năm 2004 ở một huyện miền núi. Với dựa vào cái biểu đồ này, hãy trả lời các câu hỏi sau. A. Tháng 7 có bao nhiêu ngày mưa? Ta xem tháng 7 có bao nhiêu ngày mưa. Tháng 7 ta sóng lên. Là ta nhìn sang bên hàng này. Cột ngày này, đúng không? Số ngày mưa này, ta thấy là 18, đúng không? Cái cột này bằng bằng đến cái chỗ số 18 này. Như vậy là tháng 7 này có 18 ngày mưa. Dòng này, cái chỗ này cột này là số ngày mưa mà, đúng không nhỉ? Như vậy đến đây là đúng 18 ngày mưa. Rồi tháng 8, mưa nhiều hơn tháng 9 bao nhiêu ngày? Tháng 8, mưa nhiều hơn tháng 9. Ta phải thấy là tháng 8 mưa nhiều hơn tháng 9 đúng không? Mưa nhiều hơn bao nhiêu ngày thì ta phải tính xem tháng 8 bao nhiêu ngày. Mưa tháng 9 bao nhiêu ngày mưa thì ta mới biết được là tháng 8 nhiều hơn tháng 9 là bao nhiêu ngày mưa. Tức là tháng 8 nó có bao nhiêu ngày mưa? À, ta đóng xong ta thấy là bằng 15 đúng không? Vậy tháng 8 nó có 15 ngày mưa. Tháng 9 thì có mấy ngày mưa? À, ta đến đây thì ta nhìn sang đến đây. Đúng cái vạch số 3 này, đúng không? Vậy là tháng 9 có 3 ngày mưa. Như vậy tháng 8 nhiều hơn tháng 9 là bao nhiêu ngày mưa? Đó là 15 trừ đi 3 bằng 12 ngày mưa. Vậy là nhiều hơn 12 ngày. Đấy. Trung bình mỗi tháng có bao nhiêu ngày mưa? Ta thấy tháng 7 là có chỗ này 18 ngày rồi đúng không? Người ta hỏi trung bình mỗi tháng có bao nhiêu ngày mưa? Đây là tìm số trung bình. Chúng ta học rồi. Chính là tìm số trung bình cộng của 3 tháng này. Của số ngày mưa của 3 tháng này. Mỗi tháng 7 có 15, 18 ngày. Tháng 8 có 15 ngày mưa. Tháng 9 có 3 ngày mưa. Như vậy trung bình mỗi tháng có bao nhiêu ngày mưa? Ta sẽ cộng tổng số ngày mưa của 3 tháng với nhau rồi chia cho 3 tháng. Đúng không? Chia cho 3 tháng thì ra số trung bình ngày mưa của 1 tháng. Vậy ta lấy số ngày mưa của tháng 7 là 18, cộng số ngày mưa của tháng 8 là 15, cộng số ngày mưa của tháng 9 là 3. Vì là 3 tháng nên ta chia cho 3 thì sẽ ra 1 tháng. Ta cộng vào 18 cộng 15 bằng 33. 33 cộng 4 là 33 cộng 3 bằng 36. 36 chia cho 3. Ta chia. 36 chia 3. 3 chia 3 được 1. 1 x 3 bằng 3, 3 chia 3 bằng 0. Hạ 6. 6 chia 3 được 2. 2 x 3 bằng 6, 6 chia 6 bằng 0. Như vậy 36 chia cho 3 bằng 12. Như vậy là trung bình mỗi tháng có 12 ngày mưa. Ta trả lời đây. 12. Câu này bài này chúng ta chỉ trả lời miệng thôi. Chúng ta làm ra nháp, tính toán ra nháp, chúng ta trả lời miệng. Kết quả cuối cùng là trung bình mỗi tháng có 12 ngày mưa. Bài tiếp theo là bài 3. Tàu Thắng Lợi trong 3 tháng đầu năm đã đánh bắt được số cá như sau. Tháng 1 là 5 tấn. Tháng 2, 2 tấn. Tháng 3, 6 tấn. Hãy vẽ tiếp biểu đồ dưới đây. Ở đây ta thấy là cái hàng này là số, là tên các tháng, tháng 1, tháng 2, tháng 3. Và cái dòng này, cột này ta thấy là đây, cái cột này là số tấn cá mà các tàu đánh bắt được. Đây. Thì người ta cho biết là tháng 1 là 5 tấn. Là mẫu rồi. Tháng 1 5 tấn thì ta sẽ vẽ cái bề ngang của nó sẽ là một cái ô này, đúng không? Một cái ô này. Và độ cao sẽ là đến số 5 thì sẽ là 5 tấn, đúng không? Đây là 5 tấn mà. Đấy. Bây giờ người ta cho biết là tháng 2 là 2 tấn thì ta sẽ vẽ tiếp tháng 2. Ta vẽ tháng 2. Và độ rộng của nó là 1. Chúng xác định xem là 2 tấn là chỗ nào, đúng không? 2 tấn sẽ là số 2. Vậy đến cái dòng có số 2 này, đúng không? Đấy. Dòng sao? Người ta kẻ này xuống. Đấy, ta dùng bút màu tô vào. Vậy là tháng 2 có 2 tấn. Bây tháng 3 6 tấn. Vậy ta xác định xem tháng 3 6 tấn, 6 tấn ở đâu. À, dòng có 6 đây, số 6 đây đúng không? Là cái dòng này. Chúng ta đánh dấu vào đây. Đấy. Đó là thôi. Vẽ. Độ rộng là 1 ô.
Đấy, sau đó ta tô màu vào.